Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì lại tiếp tục với series săn xe leo đèo. Phía trước mặt các bạn đang là một chiếc xe đầu kéo cơ giới, một chiếc Chiang Long H7. Đây là một trong những cái dòng xe mà mình chưa thấy thất thủ trên đèo Hải Vân bao giờ. Tất cả những chuyến hàng thì với đầu kéo Chiang Long H7 đều đi qua một cách nhẹ nhàng. Và ngày hôm nay chúng ta lại bắt gặp một chiếc xe Chiang Long H7 kéo theo một khối lượng hàng cũng khá là nặng, để xem chiếc xe này sẽ chinh phục cái cung đường đèo Hải Vân này như thế nào các bạn nhé. Đây mới chỉ là những con dốc đầu tiên bên phía Hải Vân Đà Nẵng. Phía sau này là một chiếc cần cẩu này. Phía trước thì tiếp tục bác tài đang phải chinh phục một khúc cua tiếp theo. Chiếc xe đang đi thì bị nổ lốp, bây giờ phải lùi lại chỗ bằng và đường thẳng để chờ cứu hộ nhá. Bị lổ một quả lốp ở dàn phọc phía sau này. Đó. Nổ ngay đoạn này luôn. Cái điểm mà đỏ đỏ đấy. Rồi. Rồi bây giờ sẽ đậu ở đây để chờ cứu hộ lốp đến xử lý, sau đó tiếp tục cuộc hành trình. Trong tất cả những video mà mình quay xe trên đèo Hải Vân, xe man có, hổ vồ, si chắc, rồi sắc man có, thì những chiếc xe kể trên đều đã bị thất thủ rồi. Chỉ duy nhất là dòng Chiang Long là mình chưa gặp. Có lẽ ngày hôm nay bác tài này có vượt được khúc cua trên đỉnh đèo hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Một chiếc mọc với có khối lượng hàng rất là nhiều. Ở vị trí này tiếp tục là một khúc cua gấp. Chiếc xe đầu kéo đã bắt đầu xuất hiện rồi.
quá nặng luôn. Không biết cái xe này có vượt được cái con dốc ngay phía trên nữa không. Đây là một trong những khúc cua mà có view cũng khá là đẹp. Một đoạn đường cong bên cạnh cây thông cô đơn. Rất nhiều những đôi bạn trẻ hẹn hò với nhau để đưa nhau lên đây để chụp hình check-in tại vị trí cây thông cô đơn này. Người ta bảo nếu mà ai mà không có người yêu, không có bồ thì cứ lên chụp hình với cây thông cô đơn, tự nhiên khác có bồ. Không biết có phải không. Anh em nào đã thử rồi thì cho ý kiến nhá. Chiếc xe này khá nặng cho nên việc di chuyển nó cũng rất là chậm thôi. Đây là những đoạn cua ở phía dưới chân đèo. Nó không có độ dốc nhiều. Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại gặp một chiếc xe đầu kéo của hãng Chiang Long. Một chiếc Chiang Long H7 kéo một cái mọc mà có khối lượng hàng khá là nhiều như thế này. Chiếc xe đang tiến dần về những khúc cua trên đỉnh đèo. Còn một khúc cua cuối cùng này nữa là chiếc xe sẽ lên đến vị trí đỉnh đèo Hải Vân. Một vị trí đỉnh đèo mà có một khúc cua cực kỳ là gắt. Khúc cua trên đỉnh đèo mới là khúc cua đáng thử thách chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa chiếc xe đầu kéo Chiang Long H7 ở những khúc cua phía dưới chân đèo. Và sau đó sẽ lên đến đỉnh nhé. Tiếng máy, tiếng động cơ khi phải kéo hàng nặng leo đèo rất là ồn luôn. Việc kéo hàng nặng như thế này thì tốc độ di chuyển cũng thực sự là rất là chậm các bạn ạ. Nó khoảng là 5 km/h thôi. Không đi được nhanh. Và sau một hồi chờ đợi thì chiếc xe đã bắt đầu leo lên khúc cua trên phía đỉnh đèo rồi. Và thời tiết đến lúc này cũng đã muộn rồi.
không biết chiếc Chiang Long H7 ấy, với khối lượng hàng như thế này có vượt qua được khúc cua này hay không này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Rất hồi hộp luôn các bạn ơi. Lên rồi các bạn ơi. Nối đuôi phía sau này cũng có một chiếc nữa này. Đây cũng có một chiếc T7H với công suất động cơ 440 mã. Đang kéo một chiếc máy gì đây? Thấy lấm lem toàn bùn đất. Chiếc này thì khá là nhẹ rồi. Chúc mừng hai bác tài đã vượt qua được khúc qua cua trên phía đỉnh đèo. Đây là đoạn cua trên phía đỉnh đèo. Khi lên đến đoạn này thì hai chiếc cơ giới đã nối đuôi nhau rồi. Bác tài Chiang Long H7 vẫn đang đi trước. Phía sau là một chiếc hổ vồ T7H. Bác tài xe đỏ này sẽ vượt lên trước.